Hello and what's good? Chào mừng các bạn đến với channel của Chucky Nguyễn. Thì thật ra các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những cái bài nhạc mới và những cái clip viral trên mạng. Và chúng ta lại trở lại với series reaction cho những cái bài nhạc ở trên Rap Việt. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa. Tới phần intro thế nào? Let's go! Ok, thì trở lại với series reaction cho những cái bài hát trên Rap Việt. Thì sau khi mình xem xong hai video clip của Son 7, BY, thì kết quả là BY vào trong. Và cái bản tiếp theo là có Cozy, Blacka và hai người nữa thì chưa có biết. Thì có thể là tuần này thì mình mới biết được. Cozy thì đối với mình thì mình đã nghe Cozy cũng được một năm hơn thì phải. Một năm hơn gì đó. Mình có biết một vài bài như là Loop, Bad Performance, có một bài feat với lại Pretty Six, và nói chung một vài bài nữa. Và lần đầu tiên mình biết đến Cozy là ở trên một cái cypher, như mình nhớ cái tên là New Wave Cypher, trên 84 Round. Thì có Cozy, Limitless, Woody. Đó là cái lúc mà mình biết đến những cái tên đó luôn. Wow, và thật sự là những cái tài năng trẻ của Việt Nam mình rất là nhiều. Ok, thì không để mất thời gian nữa, mình sẽ bắt đầu với cái phần thể của Cozy luôn. Và cái video của phần trình diễn của Cozy thì mình sẽ che lại, tại vì vì lý do bản quyền nên mình sẽ che lại. Các bạn kêu mình react cái bản trên sân khấu đi thì mình sẽ làm theo ý kiến của các bạn luôn, nhưng mà mình sẽ che lại. Nếu mà các bạn muốn check hoặc là xem qua cái phần full cái phần trình diễn của những cái nghệ sĩ này thì các bạn có thể check cái đường link ở bên dưới, mình có để ở dưới phần mô tả. Do lý do bản quyền nên là mình sẽ che lại, mong các bạn thông cảm. Ok, thì bắt đầu thôi nào, let's go. Nghe cái vibe là ý là từ vòng 1, vòng 2 tới giờ thì Cozy là không giống với lại Cozy mà mình biết ở trước đó. Cozy mình biết là Cozy của Bad Performance, Cozy của Loop. Và đây cái type beat mình nghe tới khúc này, cái beat là mình nghĩ là chắc là Cozy sẽ trở về với nguyên bản của mình. I think so, maybe. Tại vì bữa giờ mình thấy Cozy đang chơi rap thuần không à, nhưng mà lúc mình biết đến Cozy là Cozy chơi autotune, chơi melodic. Ok, let's go. Mình đã nói gì? Đây là cái reaction đầu tiên của mình khi mình xem những cái phần trình diễn này nha. Đừng có ai nói mình, kiểu mình xem trước xong mình reaction nha. Đồ đấy. Ok, let's go. Yeah. Vẫn nguyên vẹn đường chưa đam đấu bao nhiêu lần xây sát, là vì từng ấy như cô ngã đau khiến nó ngồi đây hát. Yeah. Nhưng không có những lỗ bao nhiêu nghi suy kia không được ngây ngăn, thì có lẽ giây mưa vẫn cứ vẫn xót trông mong vào may mắn. Đi qua nắng to rồi mưa rơi, đắn đo còn chưa ngơi, từ lúc flow còn đưa lời và cả lúc fan còn thưa vơi. Mình nói với chưa may cùi bay con phố khăn tay nó lấy chui, đó là lâu năm khi đã thấy mùi mà trong nghe đâu cho nó chân này lùi. Không những không sâu ngăn loan, nhìn tuổi nhỏ chóp là không ai tăng trang. Cầm phòng đóng xôi đi bám vang, dù còn nhiều đợt sóng đưa chúng ta tâm can. Bắt đầu vẫn im lại làm vàng, cảm biết vẫn luôn có rau rạt. Nơi quyết tâm làm màn đạp, cho nên nó đâm đầu vào nhạc. Vì nó muốn bay cao được gió quân, mang tới nơi nào niềm đau sẽ thôi cả. Cozy is back, Cozy is back. Nhưng mà rất là tiếc là Cozy vào bản với Blacka và hai người nữa thì mình cũng chưa biết là ai. Blacka là một thí sinh mình nghĩ là mạnh nhất ở trong team Huawei hiện tại rồi đó. Damn. Trước đấy thì Son 7 đã bị loại rồi. Mình không biết là hai cái nón vàng cuối cùng sẽ cho ai nữa. Damn, cái mùa thi này rất là nhiều tài năng luôn á. Mình rất là muốn nhiều người vào vòng chung kết luôn á.
nếu mà có thể list ra thì mình sẽ list một vài số, một vài cái tên đi thẳng vào chung kết luôn. Khôi dây vào bảng của Black Ca nữa. Nhưng mà đối với mình nằm trong top 3 vẫn là Viso. No cap. Viso. À, trở lại phần Khôi dây thôi. Vàng dù còn nhiều đường sống dưới chân tâm can, ban đầu ban im lại làm vàng, đam mê vẫn luôn còn rào rạt, lấy quyết tâm làm màn đạp cho nên nó đâm đầu vào nhạc vì nó muốn bay cao được gió cuốn, mang tới nơi nào niềm đau sẽ thôi cao, để đôi chân tôi đi quanh co cho lên vượt sâu, dù đâu hay đâu anh đi bên quan tâm cha lên xuống mới được cầu, ở nơi đâu sẽ đâu chào ta. Theo tài năng của bao nhiêu bài văn khi nó sách mà lì. Tập trung vào làm bao quan hệ dung với cả tăng cũng là lúc nó càng thêm là đại enemy. Can't let them mess up my energy. Celebrate, dọa thêm lì. Rồi nó có nghề giúp chỉ tóc thêm mấy phút khoa áo phí lùng đi cho chơi kẻ bơ lên thì. Người nào làm sơn nó cũng đang là nhóm người để rồi chọn được vui mình và như trốn chơi. Tại sao phải lãng phí nên nó mắc phải nụ cười và một ngày làm gì cho nó tốt nơi. Họ muốn thế lúc nó là phất lên rồi, trong mà thêm một ngày mà nó muốn rơi. Họ đâu đưa tay vào cái lúc đó chìm, còn vào tiền tùng đã đi xuống bơi. Nó là thức giấc vào nhiều game bên ngoài. Và đôi khi tự do đi kèm cô đơn. Là suy tư đi căng thêm vì no cơm. Cho nó ba nhưng phải lo như cả to hơn. Ba đứa đã không nhờ về dài. Mong cho ở nơi ta ta có cha mình an yên. Đôi đi còn là riêng cả lòng ngang nhiên. Nên đôi tôi khuya mình không bao giờ vô ơn quên. Dù anh mất sống với bên lề. Kẻ giang quanh nó mà mọi người. Dù bên quá. Damn. Wow, Swiss flow, damn. Oh god, đây là con gì mình biết đây nè. Nhưng mà lại chung bản với Black Ca. Mong cho nơi ta ta có cha mình an yên. Đôi đi còn là riêng cả lòng ngang nhiên. Nên đôi tôi khuya mình không bao giờ vô ơn quên. Dù anh mất sống với bên lề. Kẻ giang quanh nó mà vai kề. Dù bên quá cứ cho quay về. Để nghe nhau tôi nói thế. Nếu phải moving on. Tới cái nào lương mình con. Gotta keep moving on. Don't get through the storm. Nói sẽ thật cao ngày đâu làm gì với nó coi. Cả mắt đã sáng hơn xưa mà lòng người nó khó soi. Chơi với chút tâm ngập. Trôi trong những bất cập. Mang theo nỗi oán thân mà quên đi những ước gần. We go big. Sao oh my god, mình không biết nữa. Mình là fan của cả hai. Nhưng mà hai sẽ ra về đây. Cái bài phần thi này xứng đáng vào chung kết luôn á. Xứng đáng là một bài hit luôn. Một bài mà mình có thể nghe kiểu như là bình thường luôn á. Xứng đáng bài này nên có một cái MV luôn. Oh wow, hay quá. Hai người nữa sẽ là ai nha? Wow. Đây bài này như là một bài bình thường của Koji hay làm luôn. Nhưng mà nó được level up lên á. Oh, damn. Woo. Nghe sao mà nè, ai nói Koji không xứng đáng thì mình không biết phải nói gì luôn. Oh my god. Damn. Ok thì mình không biết nói gì luôn. Wow, bài hát này quá hay luôn. Damn. Cô chỉ là xứng đáng để vào vòng trong. Ok. Thì đó là phần reaction của mình cho cái phần thi của Koji. Và năm mới sắp tới rồi.
hai video trước mình cũng đã nói rồi. Sắp tới là mình chúc các bạn có một cái năm mới thật là bình an bên gia đình, có những cái điều mới sẽ đến và thật là bùng nổ. Ok, thì có thể đây là cái video cuối cùng trong năm 2021 của mình luôn, nên là chúc các bạn thật là có một năm mới thật là tuyệt vời, và luôn luôn ủng hộ mình. Mình chỉ gọi là muốn là các bạn luôn luôn ở bên mình để ủng hộ mình thôi. Ok, thì cảm ơn các bạn, những cái bạn mà ủng hộ mình từ thời gian ban đầu đến thời điểm hiện tại và những cái bạn sắp tới nữa. Mình start cái kênh YouTube này khá là trễ, nhưng mà mình nghĩ là mình đang đi đúng, và nhờ các bạn mình mới biết là cái mình đang đi đúng thực sự. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và mình muốn nhắc lại là cái video ở đây mình che mờ là do vì lý do bản quyền, nên là nếu mà các bạn muốn xem full cái phần trình diễn thì mình có để cái đường link ở bên dưới. Ok, và Happy New Year, peace and I'm out. Bow.